Cố gắng học nha. Thank you.
có thai rồi, phải ăn nhiều vô nha con. Phải ăn nhiều lần, sanh em bé ra nó mới khỏe được. Nè, không phải chuyện đàn ông. Vô nhà. Mẹ hả? Con sắp được bồng. Con sắp được bồng cháu ngoại về cho mẹ rồi đó. Mẹ nhớ đợi con nha mẹ.
về thăm ngoại nha. Bà ngoại đang ngủ. Con luôn nhớ rằng con thuộc về gia đình. Con muốn đến khi con già sẽ vẫn thay mẹ ở nhà, làm bữa tối làm bao vui cùng bên nhau rồi ngồi nghe con hát. Mẹ đừng giận con nhé, con sẽ trở về. Ngày đông lúc lắc khó khe rơi cuối mùa đông dài. Người phụ nữ nào rồi cũng sẽ làm mẹ. Hãy yêu thương tất cả những phận làm con.